Ok, chào bạn, mình là Gà đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với tựa game Blood Simulator 2 phiên bản update tiếp theo. Và cuối cùng cánh cổng màu tím đã mở các bạn, và các bạn đã đoán xem được đó là gì chưa? Thì mình sẽ cho bạn xem trong video này nha. Hiện tại trong cái tựa game này với phiên update này nó có thêm một cái event nữa. Và event này có tên là Community Event, tức là event cộng đồng. Những người trong server cùng một server với nhau, họ có thể hợp tác với nhau để hoàn thành event này. Và event đó là gì các bạn? Đầu tiên chúng ta phải ăn cái reward đã, và chúng ta sẽ review cái vùng đất mới nó sẽ có gì nha. Ở phiên bản trước cũng có một cái sao không có tiền. Really? Bị lắc à? Hello. Hello. Rồi bị lắc rồi các bạn ơi, không có tiền luôn. Thì phiên bản trước cũng có một cái event nữa, đó chính là một cái trứng event các bạn, và phiên bản này nó đã mất tiêu rồi. Đây. Cái trứng event đó nó cho chúng ta một con pet con này đúng không nhỉ? Classic Blood à, không phải. Nó cho chúng ta một con này nè các bạn, con Whitehead Blood nè. Mình đã max shiny nó trong video trước cho bạn coi nha. 8 con pet giống nhau trong tựa game này chúng ta có thể max shiny. Và cái tựa game Blood Simulator 2 này hiện tại vẫn chưa có chế độ trading. Do đó các bạn chơi tựa game này phải cày cuốc thôi bạn. Một là nạp tiền, hai là cày cuốc thôi. Hiện tại vẫn chưa có trading. Số lượng người chơi tựa game này bây giờ đã giảm rồi, không còn nhiều như lúc mới ra mắt nữa. Nó chỉ khoảng tầm 1.000 người tới 1.300 người, 1.400 người thôi. Ok, đảo rốt tiêu rồi, cái rương đâu rồi? À đây các bạn, đây chính là cái sự kiện Community Event. Nó ghi là Jet Destroy Check Bug Net Update for Awesome Race. Đây nè các bạn, nhưng mà nó không hiện. Ủa, cái gì kỳ vậy? Cái rương này mỗi 5 phút sẽ update một lần. Kiểu như là nó sẽ tốn một cái số lượng, một số lượng máu các bạn. Khi các bạn khai thác những cái rương ở trong tựa game này, những cái đồng coin trong tựa game này nè, thì nó sẽ có một cái lượng máu ha. Và tất cả những người trong server á cùng khai thác tới một cái mốc điểm nhất định, một cái mốc máu nhất định, thì cái rương nó sẽ mở ra. Và khi cái rương nó mở ra, nó sẽ cho các bạn một cái phần thưởng rất là giá trị luôn. Mà hiện tại hình như server nó bị lag rồi, mình không thể nhận được cái phần thưởng reward daily luôn. Cũng như cái rương này để mình chờ 5 phút coi sao nha. Đây nè, nó ghi là chat update every 5 minutes nè. Hiện tại thì chắc chưa đủ 5 phút. Hiện tại trên server mình có một người cũng khá là xịn các bạn, 938 triệu. Ghê. Rồi ok, ở trong cái video trước chúng ta dừng lại cánh cổng màu tím, đó là cánh cổng này đây, ở chỗ tab bar đi lên nè. Nó sẽ có một cánh cổng màu tím. Và cánh cổng màu tím này bây giờ đã mở và dẫn qua một vùng đất khác. Vùng đất này có tên là Void các bạn. Void, à, chắc là Void á. Ở đây mình không nhớ nữa, do mình đã mở khá là lâu rồi. Mình không có review cho bạn trong video đó. Mình đã mở, mình qua mình test trước là bên kia sẽ có gì và có những vùng đất như thế nào nha. Thì cái khu vực này mình nhớ không nhầm, mình nhớ không nhầm là 1 tỷ coin các bạn, 1 tỷ cái đồng coin màu vàng nha. Đó, rồi chúng ta cứ dùng tiền đó, chúng ta mở cánh cổng này ra và đi qua cái vùng đất màu tím này. Vùng đất này có tên là The Voice, không phải là sao hỏa, không phải là The Moon, mà nó tên là The Voice. Voice không phải là voice, là giọng hát các bạn. V-O-I ngắn D, đó, Voice. Với vùng đất này chỉ có 3 stay thôi. Đây là cái khu vực đầu tiên nè. Rồi khu vực thứ hai hình như tốn khoảng 2 triệu rưỡi voi á. Đơn vị tiền tệ mới ở bên khu vực này gọi là voi coin đi, màu tím tím đó các bạn. Ở đây nè, từ chỗ ban đầu mình qua bên đây mình phải tốn là 2 triệu rưỡi, mình nhớ như vậy. Rồi tiếp theo đó, Othanin này cũng qua được nè. Tiếp theo đó các bạn muốn qua được vùng đất màu vàng vàng, nâu nâu đen đen trong đây nè, thì phải tốn như là mười mấy hay 25 triệu voi coin á. Và vùng đất này mình vẫn chưa qua được các bạn, bởi vì nó khá là nhiều, 250 triệu. Đây Field Dimension các bạn, 250 triệu. Đó, một cánh rừng có những cái cây cổ thụ, những cái cây gì đó khá là cao ha. Cây gì giống cây tre, cây trúc đó các bạn. Đó, nó chỉ như vậy thôi. 250 triệu Void Coin, đồng tiền màu tím nha. Thì bên mỗi vùng đất cũng như là bên dưới kia thôi, nó chỉ có cho chúng ta những cái rương, những cái đồng xu. Càng qua những vùng đất tiếp theo thì những cái đồng xu á, nó sẽ cho chúng ta cái số lượng khai thác nó nhiều. Đấy, có như vậy thôi. Bên khu vực này hiện tại chỉ có 3 cái trứng các bạn, 3 cái S. Chắc có vẻ như là tựa game này đã giảm số lượng người chơi cho nên admin game họ không có cập nhật nhiều á. Về game pass thì nó sẽ có thêm chúng ta là một số game pass các bạn. Có nhân 2 Void Coin nè, 269 Robux. Nhân 3 luôn, triple Void Coin luôn, 571 Robux. Rồi thêm một số game pass gì nữa không biết. Chắc là hết rồi các bạn. Thì trong cái tựa game Blood Simulator 2 này mình chỉ mua duy nhất có một game pass thôi, là game pass Teleport. Nhưng mà game pass Teleport này qua cái vùng đất The Void này á, nó không phát huy hiệu quả của nó. Bởi vì các bạn phải teleport tới cái tempat này nè, rồi sau đó các bạn hãy đi qua cánh cổng. Nó giống với từ game Wario Simulator nha, không hỗ trợ các bạn qua những vùng đất tiếp theo để teleport. Nếu các bạn đã mua game pass teleport rồi thì admin game nên cho những vùng đất tiếp theo, những cái stay tiếp theo ở trên cái thế giới này á, nằm bên dưới đây luôn. Có thể là một cái màu khác để chúng ta nếu mở được rồi thì mình teleport cho nó nhanh.
Bởi vì nếu các bạn muốn khai thác tiền nhanh, những con pet các bạn mạnh thì phải đi lên trên kia. Chắc chắn là phải đi lên khu vực cuối cùng. Tại vì những khu vực này thì cái đồng tiền nó chỉ có một cái mức giá trị tương đương thôi. Ôi trời ơi, đồng tiền nó bự quá. Đồng tiền màu tím các bạn, một con blob có đồng tiền màu tím. Ở đây chúng ta còn là 229 triệu, lâu vậy. Đây là cái rương to nhất ở cái stage đầu tiên luôn. Đây là đồng tiền nhỏ nhất nè, đồng tiền nhỏ nhất là cái này. Rồi tới những đồng tiền to hơn, những đồng tiền có hai đồng tiền chồng lên nhau. Rồi một cái đồng tiền to chập bá lửa như là cái này. Và cuối cùng cái rương các bạn. Ok, thì ở trong cái vùng đất này, The Void này mình đã mua được cái trứng này rồi, cái trứng 8 triệu rồi. Tàn tàn tàn. Cái trứng 8 triệu là các bạn, khi các bạn mở được một cái con ở trạng thái bình thường, đây cho bạn coi á, Tier 1 8 triệu Void Coin, nó cho chúng ta những con pet sọc 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 như thế này nha. 3 con rare, 2 con epic, 1 con legendary. Legendary là nó sẽ là màu vàng vàng các bạn. Còn cái con của mình là con rare đây, con màu tím à, sọc sọc màu tím. Thì khi các bạn mở ra nó cho chúng ta cấp 1 á, 90.000 nhân 90.000. Ghê chưa? Nhưng mà so với những con pet shiny ở vùng đất dưới á, thì nó vẫn cùi hơn. Ghê. Rồi, tiếp theo là 60.000 các bạn. Đi quên 60 triệu, sorry các bạn, này 8 triệu nha. Tier 2 là 60 triệu, thì có 4 con pet thôi. 2 con epic, 1 con legendary. Nhưng mà có vẻ con legendary này nó bị lỗi hiển thị rồi. Rồi con cuối là còn con chấm hỏi các bạn, rất là khó ra nha. Và trứng cuối cùng Tier 3 là 250 triệu Void Coin. Cho chúng ta một con pet bị lỗi nữa. 1, 2, 3, 4, 4 con epic các bạn. Một con legendary như một cái kem vậy á. Và là một con chấm hỏi khá là to. Oh, có vẻ con này nó khá là bự nè. Các bạn thấy không? Cái hình á, cái texture, cái skin của nó tràn ra khỏi màn hình luôn. Con này mình nghĩ là rất là khổng lồ đây. Để các bạn muốn khai thác được nhanh trong tựa game này á, thì có một game pass để cho các bạn nhân 2 dam nha. Đây. Game pass ra lâu rồi các bạn, 379 robot. Kiểu như là nhân 2 tốc độ các bạn khai thác một cái rương, một cái đồng xu á, thì nó sẽ nhanh hơn gấp đôi nha các bạn. Và tựa game này vẫn có game pass là Infinite Blob, tức là pet không giới hạn. Nhưng mà mình thấy á, là game pass của tựa game này á, chỉ có những người giàu có mới mua thôi. Bản thân mình là mình hay đốt robot vào game pass. Nhưng mà với thử game này không biết tại sao mình chỉ đốt duy nhất mấy chục robot vào game pass teleport thôi. Đấy, có 35 robot vào cái game pass teleport thôi các bạn. Không hiểu vì sao, có thể tựa game này nó không thu hút mình. Ok, thì cập nhật của tựa game này chỉ như vậy thôi. Mình định vào để mình khai thác cái rương kia cho bạn coi, cái rương community event á. Nhưng mà không biết tại sao nó không xuất hiện. Để cứ chờ 5 phút thôi các bạn. Không biết bây giờ mình teleport thì những cái con blob này có quay trở về không ta. 200 còn 129 triệu nè. Thử nha, teleport về để coi cái rương kia nó hoạt động chưa. Hình như vẫn chưa các bạn. Mình vào một cái server nó bị lỗi rồi. Đây này nó ghi các bạn, hướng dẫn cách sử dụng nha. For every coin you collect as a community, với mỗi cái đồng xu các bạn thu nhặt ở trong server cộng đồng thì cái rương này sẽ bị sát thương. Và khi cái rương này mở, nó sẽ cho cái cộng đồng một cái phần thưởng rất là huge, tức là rất là khủng khiếp, rất là bự ha. Và cái rương này sẽ update, cái rương này sẽ update mỗi 5 phút. Khó hiểu thiệt. Và chúng ta sẽ mở một vài con pet cho bạn coi nha. Các bạn lưu ý nha, cái vùng đất này mình không nhớ rõ chính xác, nhưng mà mình nhớ là phải 1 tỷ tiền á, 1 tỷ coin để qua được khu vực The Void. Khu vực càng cao, với những cái trứng càng nhiều, thì những con pet nó sẽ càng xịn thôi. Nhưng mà mình nghĩ là chúng ta vẫn nên xài những con pet ở dưới đất, bởi vì nó khá là mạnh. Đấy, các bạn max shiny cũng đâu có nhiều tiền đâu. Mà nó cho chúng ta tới khoảng 105.000. Còn con pet event kỳ vừa rồi thì cho chúng ta 215.000. Đó. Còn trung trung bình bình thì cũng khoảng vài chục ngàn, 80-90 ngàn các bạn. Cũng tương đương với những con pet trên đây rồi. À, mở thử nha. Mua một trứng thôi các bạn ơi. Mua ba trứng thì các bạn phải có game pass. Mình thì mình không có tiền mua game pass đâu. Cái gì ở đây? Fretted of Love. Tiếp. Oh, epic luôn. Wow, con epic luôn các bạn. Thiệt là dã man. Bởi vì đây, Purple of Love, một con love màu tím. Rare epic. Oh, mình vừa có một con epic ấy. Màu đỏ. À, màu đỏ là 95.000 các bạn. À, 95 và 98.000 nha. 98.000 cho coin, 95.000 cho cái sát thương. Và các bạn thể nâng cấp nó nha. Ví dụ mình sẽ nâng cấp con Reddit of Love này bằng cách là các bạn sẽ tốn những ngôi sao 50.000 star lên 500 điểm, 100.000 star, 150.000, 200.000. Cứ mỗi lần cái con Love này sẽ tăng 50.000, 250.000 hết tiền rồi. Bây giờ lên được 97.000 các bạn. Các bạn có thể thu thập những ngôi sao này bằng cách là ăn trái cây nha. Hiện tại trên cái khu vực The Void này không có trái cây. Do đó các bạn muốn ăn trái cây các bạn phải đi xuống bên dưới mặt đất. Ý còn có 1 triệu mấy nè. Bao nhiêu tiền ta? 42 triệu. Wow. Thiệt ra là cái rương hồi nãy các bạn thấy là đã được khai thác khoảng 30% rồi. Mình chỉ khai thác khoảng 70% còn lại thôi.
Còn bạn nào mà cày cuốc game này mà kiểu như là muốn á, giàu có thì bạn nên mua game pass. Đây game pass nhân 2 nhân 3 đây. Rất nhiều tiền. Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền nha bạn. Mở một trứng nè. Cái đồng tiền trên đây thì chỉ mua được những cái trứng trên đây thôi. Rồi một con màu tím tím nữa. Chua đấy các bạn. Khá là chua luôn. Tại vì 8 con pet các bạn mới có thể max shiny. Và những con pet shiny sẽ giúp các bạn nhân 3 cái chỉ số của những con pet này. Đó, mở siêu hết tiền rồi. Cày cuốc đúng lâu luôn. Mở siêu hết tiền rồi, một cái trứng 8 triệu. Đương nhiên các bạn, những người không xài game pass thì nó sẽ khó. Còn các bạn xài game pass thì nó sẽ rất là dễ. Bởi vì cái tốc độ thôi, quan trọng cái tốc độ mà. Những từ game simulator nó sẽ thiên về tốc độ. Các bạn kiếm được một đồng tiền như vậy, nhưng mà người khác chỉ mất 1 phần 2 thời gian, 1 phần 3 thời gian. Do đó, một tiếng cày cuốc của họ có thể gấp đôi các bạn, hoặc gấp 3 lần các bạn. Bởi vì họ mua game pass. Đơn giản như vậy thôi các bạn. Mình không theo hướng cày cuốc, ôi con ren được củ bắp. Mình sẽ theo hướng là có thể cày cuốc, nhưng mà kết hợp theo việc sử dụng robot để rút ngắn quá trình. Do bản thân mình là một youtuber, mình làm về Roblox và rất nhiều tựa game mình cân. Những tựa game simulator rất là nhiều. Ok, cho nên bạn thông cảm vì điều đó. Mà cũng bình thường thôi các bạn. Cái việc mình trải nghiệm những game pass thì sẽ giúp các bạn biết được game pass nó như thế nào và giúp các bạn mạnh hơn như thế nào. Thấy chưa các bạn, thấy chưa? Không có match shiny được. 8 con match giống nhau, oh my goodness. Cái con pass các bạn kiếm được cái số tiền bao nhiêu thì sẽ kiếm được số star như vậy luôn. 105.000, ghê không? Trong đây vẫn có một game pass cho các bạn equip tối đa 6 con pass nha. Tựa game này nó bị giới hạn bởi cái point nhé, tức là cái điểm chỉ á. Các bạn chỉ ở đây nè, thì ok. Các bạn đưa tới đây các bạn chỉ ok. Nhưng mà sẽ một khoảng cách xa như vậy các bạn sẽ không chỉ tới. Do đó mới phát sinh thêm một game pass các bạn. Game pass này 149 Robux Infinite Point. Chứ các bạn có thể chỉ trỏ bất cứ mọi nơi. Các bạn có thể chỉ ở đây, chỉ tú đằng kia vẫn được. Đó. Admin game rất thông minh ở chỗ đó. Tựa game này á, thì nếu bạn nào chưa chơi bất kỳ tựa game simulator nào về pet á, thì bạn thấy tựa game này nó khá là hay. Nhưng mà nếu bạn đã là một người chơi Roblox khá là lâu từ những cái thời có tựa game pet simulator nè, thì các bạn thấy tựa game này nó khá là hơi nhạt chút xíu ha, hơi nhàm chút xíu. Yay, con này đã lên được cấp 100.000 rồi, quá đẳng cấp. Trong video này mình đã vừa review với bạn phiên bản cập nhật tiếp theo của tựa game Blood Simulator 2. Có một vùng đất mới là The Void World đi, một vùng đất màu tím các bạn, với 3 cái trứng mới trên đó. Cũng như là trong tựa game này đang có một sự kiện cộng đồng, nhớ là một cái rương khá là to như bạn thấy ở khu vực spawn á. Các bạn khai thác, những người trong server sẽ cùng khai thác, gây sát thương cho cái rương đó, và khi cái rương đó biến mất thì sẽ có một phần thưởng được xuất hiện cho những người chơi trong cùng một server. Và các bạn nghĩ sao video này, đừng quên để lại một like và đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông cái tinh để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nhất của mỗi ngày. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào.